Này 98 cây bác nhá. 98 cây này. Em chuyển cho nó báo ăn xăng cho bác này. Đây. Em đang đi trên cao tốc. Em đặt cruise control đấy. Tóm lại là tự xe tự chạy thôi. Ơ nhìn là ăn xăng này. Chắc chắn là mình đạp chân thì nó sẽ không bằng máy được rồi, nhưng mà đây với tốc độ 98 km vẫn nhé. Lúc nào nó duy trì 98 nhé. Nó báo mức ăn xăng cho bác luôn này. Được chưa? Dòng này cứ lên cao tốc các bác chẳng phải đạp ga nhé. Em nó ga cho bác hết. Các bác đặt chạy bao nhiêu cây nó chạy bấy nhiêu cây. Nào. Đây nha, em gạt sang về công tơ tốc độ này. Đấy, 98 cây, lúc nào duy trì 98 cây. Ok chưa? Đây, ăn xăng đây. Nhiều thầy cứ phán ghê quá, thầy phán xe con này chạy đi xe tăng sợ quá. Lắc EDA bác nhé. Chứ không phải A, lắc EDA. Đấy, quay cho bác thời gian lâu cho bác. Không có bác lại bảo mẹ có ông ép nào linh tinh. Còn chân bác là to quá, mới đi ít thì nó lên 11, 12 lít 100 cây thì chắc chắn rồi. Tránh là được. Mới đi, mình tính đi đường Hà Nội thì nó là con này đi đường dài quá các bác nhé. Quá ok đi. Và có thầy cứ phán, thầy cứ chém ghê quá mình kệ. Em tạm dừng nhé. Vì đến đoạn này sắp sửa đông xe rồi. Mình không thể chạy được tốc độ này nữa. Mặc dù là đây vẫn cho phép nhưng không chạy. Cũng chẳng biết nó là cái gì đấy bác ạ. Bóc, em vừa bóc cái lớp thùng xốp ra rồi, ke xốp xung quanh đấy. Giờ em cùng các bác bóc tiếp xem nó là cái gì. Em toàn chơi kiểu bóc hàng kiểu này thôi bác. Bóc hàng kiểu này có nghĩa là nó có bị vỡ hay bị thế nào, bị nó không có sự chuẩn bị. Thì em chơi kiểu này, còn là xung quanh em rạch hết những thùng xốp đi rồi. Đó, giờ kiểu này. Một con xốp bác nhá. Một con xốp, xốp chất luôn đây. Ủa trời, con súp này thì bác cả các bác này. Chắc con súp này bóc ra thì cuối bác mơ đấy. Thì con súp này em cũng biết nó rồi. Nó nhiều đơn hàng quá nên không nắm được cái gì cả. Cứ xuống xe xuống công, cứ bóc dần từng con vào. Mỗi hồ bóc tí. Giờ này các bác được ngủ, được nghỉ rồi anh em, cứ phải cày đi. Các bạn làm vì đam mê mày. Đam mê. Mình còn nghèo, cố mà kiếm tiền. Kiếm tiền thì này, có tiền để lúc nào nó yếu thì còn có có đồng ra đồng vào, nuôi thân các bạn. Chứ còn làm thì đúng là làm vì đam mê thật, nhưng mà cũng phải kiếm tiền, phải mê tiền đi. Không có tiền không làm gì các bạn ạ, không có tiền cũng vất vả lắm. Nói tóm lại, thực ra là kể cả đi nghỉ. Ví dụ như có công có việc thì đi nghỉ đấy các bạn ạ. Nhưng mà tóm lại là hôm nay chẳng đi uống rượu nữa, thì mình đi nghỉ, đi làm việc. Khỏe người đấy. Riêng con này báo cáo cho bác bao độc cho bác luôn nhé. Bao độc địa luôn cho bác.
các bạn hỏi nhanh tay nhá. Đây là con súp đến từ Đức. Con này chắc là dỗi em phải cùi hàng. Nó quá nặng em vần. Súp của Đức bác ạ, con Cutter đến từ Đức. Được. Con súp đến từ Đức. Chắc là chả có con súp nào kiểu này đâu bác ơi. Con súp kiểu này là như nào để xem em bảo cho bác. Em nói cho bác xem là không có con súp kiểu này là như nào. Đây. Chắc là giới thiệu súp nhiều cho các bác rồi nhưng các bác chưa bao giờ nhìn thấy có một con súp nào mà tản nhiệt nó to nằm hết kín thùng rồi đúng không? Chỉ có người Đức nó làm. Chưa dọn một chút nào bác nhé. Chưa lau, chưa dọn một chút nào. Con súp đến từ Đức luôn. Con này mà lột ra thì chắc là phê luôn. Chưa phủi bụi một tí nào bác nhé. Còn nguyên. Để thế nó mới chết. Em chưa cái bài em phải bóc như thế mới thích. Còn xong đến lúc mà các bác nhận hàng rồi bác mới thê người. Bác bảo ôi sao lúc quay nó thế này. Rất nhiều bác, hầu như đa số như thế. Các bảo sao nhận nó to mà nó đẹp thế. Được chưa ạ? Hàng của Đức đấy, Made in Germany. Đây. Các nhìn thấy chưa? Made in Germany. Được chưa? Một con súp Đức. Dã man chưa? Một con súp mà tất cả thiết kế bộ phận công suất kín hết phía sau. Sẽ tháo bác ạ, sẽ tháo. Tháo để được chiêm ngưỡng. Bởi vì là không mấy khi có được những con súp như này. Không mấy khi có được những con súp như này đâu. Không phải lúc nào cũng có đâu bác ạ. Đồ của Đức thì khỏi về hỏi có chất hay không chất. Đây. Nó là con súp Cutter Bát 30. Súp Đức bác nha. Súp của Đức bác ơi. Ok chưa ạ? Còn zin còn nguyên luôn. Ui dồi mềm luôn. Súp của Đức đây bác. Này, chưa lau một tí bụi nào luôn. Còn nguyên bụi lông. Nếu bác nhìn tay em này. Chưa? Chưa lau một chút bụi nào luôn. Súp Đức thương hiệu này báo cáo các bác là ít lắm. Rất là ít thì nó là cực kỳ ít luôn. Thế không phải lúc nào cũng có đâu. Này các bác cứ chiêm ngưỡng nó đi. Không thể nào đẹp hơn đúng không ạ? Tóm lại là không biết nói lời nào. Nó nhìn gỗ lạng của nó này. Nhìn phê chưa? Nguyên gỗ lạng luôn ạ. Con này mà đói chắc không bê được đi xa được 100 mét đâu bác ơi. Con này đói không bê được đâu. Loa Đức bình thường bê nó đã mệt lắm rồi, nói gì súp nữa bác. Loa Đức bê đã é cả cổ, nói gì súp của Đức. Con súp Cutter này, thương hiệu Cutter. Cutter này rất là nổi tiếng luôn. Em quay này báo cáo bác là bác nhìn thực tế nó to lắm. Quay vào điện thoại nhìn nó bé tí nhiều lúc luôn. Bởi súp nó đã bát 30 rồi thì thùng nó phải lên đến kích thước là gần 40 chứ không bao giờ chuyện bé. Nên quay hết các góc cạnh cho các bác nhìn. Các bác nhìn cho thoải mái. Được chưa? Súp Đức thì khỏi. Khỏi phải hỏi có hay không. Em báo giá luôn cho bác. Em báo giá luôn cho bác. Mức giá con này là 8.800.000. 8.800.000. Con súp Đức này. Tám triệu tám các bác nhé. Đừng có hỏi hay không. Cứ bác nào chốt nhanh còn kịp. Còn đến lúc mà em mà khui hàng ra rồi các bác lúc ấy mới chốt thì chắc không kịp nữa đâu. Không kịp. Em khẳng định là không kịp. Nhiều lắm. Hàng kín. Đến lúc em mà khui hàng rồi em cho bác chốt không kịp. Đó, triệu tám. Không, kênh của em ấy cứ phải rõ ràng cho nó rõ văn. Mai kia em khui hàng ra lúc đấy thì các bác
Mày nói luôn, bởi vì em nhắc nó thế này thì đằng sau cả một cái vỉ của nó gì Đức đấy, của Đức đấy bác ạ. Đừng chê em Đức, đồ của Đức mà chê thì chị, đồ của Đức hầu như họ sản xuất như kiểu là dùng vĩnh viễn đấy bác ạ, theo kiểu dùng vĩnh viễn. Có thiết kế những cái khoang này này, gầm này rất là hay, cái khoang này thế mới tải, mới độ thiết kế kiểu gì người Đức. Mà giá mang công an luôn các hơi luôn chưa đây, những con này bác nào có những bộ dàn cao cấp nhá, những bộ dàn nghe nhạc karaoke thì quá thì không nói rồi, karaoke những cái bộ này hơi phí bởi vì là karaoke nó đáp ứng ok thôi, nhưng mà bộ này cho nghe nhạc nó mới chi tiết bác ạ, bởi vì bác nghe nhiều đôi loa Custom bình thường đấy đánh bass nó đã mê rồi, mà đây lại là súp. 8.800.000, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn, số điện thoại là 08 222 81999 hoặc 0911 169 961 ạ. Chào các bác.